kiếp vía khoảnh khắc xe container lao khiến 8 mô tô dùng toa liên hoàn. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Một đoạn clip ngắn ghi lại thời khắc chiếc container lao vào dòng xe ô tô đang chạy phía trước, gây ra vụ tông liên hoàn. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Đến tối ngày 26 tháng 9, quốc lộ 51, đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi xảy ra vụ tông liên hoàn giữa một xe container và 8 ô tô đã thông thoáng, các xe di chuyển bình thường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã khám nghiệm hiện trường và cho di chuyển các xe về Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuân để tránh ùn tắc giao thông. Lực lượng công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe container ngay tại hiện trường. Kết quả cho thấy, tài xế này không có nồng độ cồn trong người. Trong khi đó, một đoạn clip ngắn được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy, thời điểm tai nạn khá đông ô tô di chuyển trên quốc lộ 51. Bất ngờ xe container tông vào một chiếc xe màu đen. Từ đó chiếc xe này đâm liên tiếp vào những chiếc ô tô phía trước, tạo nên cảnh hỗn loạn. Như báo Người Lao Động thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn gồm một xe container và 8 xe ô tô. Vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên giao thông trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về thị xã Phú Mỹ ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài gần 5 km. Được biết, trong 8 mô tô bị tông liên hoàn thì có 5 chiếc bị hư hỏng, trong đó có 2 xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn may mắn không có thiệt hại về người. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống.